Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì thoải mái trò chuyện, không có mang tính chất là như một cái câu chuyện kể thực tế. Có một cái chú khách hàng của Bảo Thu này. Cô Thu ơi, bây giờ mình thỏa thuận sao? Tôi đi cho chú một cái vụ kiện. Thì tôi cũng đã tư vấn cho chú vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C. Thì chú bảo bây giờ mình thỏa thuận sao thì được. Thì tôi nói quý vị và các bạn đó, thỏa thuận sao mà để thấu tình đạt lý. Hôm nay tôi sẽ đưa ra ba cái ví dụ. Một mặt là để nói thêm lại cái vấn đề của cái chú khách hàng tôi. Một mặt là để trải cái nghiệm cái nghề, để cho thấy rằng là luật sư Thu cũng ra cái quyết định công nhận sự thỏa thuận nhiều lắm. Mở đầu cái câu chuyện nó như thế này. Tôi đi khởi kiện ở tòa. Thì khi mà tôi đi khởi kiện ở tòa thì tôi là nguyên đơn mà, tôi yêu cầu và bị đơn lên hai người so lại, thương lượng lại, bàn bạc lại, gặp nhau ở một con số. Và tòa án sẽ lập cái biên bản hòa giải thành. Và khi tòa án lập cái biên bản hòa giải thành thì tòa án sẽ ban hành cái quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Trong đó ghi rõ nội dung quyền của người này và trách nhiệm của người kia như thế nào, án phí như thế nào, ai chấp nhận thỏa thuận. Tôi đưa cho quý vị và các bạn câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện về thỏa thuận, quyết định công nhận sự thỏa thuận. Ông khách hàng của tôi, ổng cho người ta vay, vay tiền. Thì khi mà vay đó quý vị và các bạn, thì để mà đảm bảo cái nghĩa vụ trả nợ thì phía bên cái người mà đi vay, họ ngoài cái việc hợp đồng thì họ phải có một cái hợp đồng chuyển nhượng. Thì khi mà lãi không trả, gốc thì cũng giữ nguyên. Thì ông khách hàng của tôi và tôi là người đi khởi kiện. Trong cái khởi kiện thì tôi có yêu cầu sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng với những cái nội dung do ABCD gì đó. Thì tại tòa, thật ra về mặt bản chất thì vẫn biết đây là hợp đồng vay tiền. Tuy nhiên rằng là ngoài cái hợp đồng vay tiền thì mình không có một cái hợp đồng nào khác. Cho nên cái phía bên người đi vay á, họ bảo rằng là thưa tòa, đây là một cái việc nó là như vậy đó. Thì sau khi cộng lãi và lời lỗ gì đó chốt lại, và hai bên thống nhất với một con số là 300 triệu, trong đó có tiền gốc là ví dụ như là 200 triệu và tiền lãi 100 triệu. Cái này chỉ ví dụ thôi nha, chứ để quý vị nói là khách hàng của luật sư Thu là chặt chém là chết luôn á. Như vậy trong cái quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự thì các bên đưa ra rằng nguyên đơn khởi kiện yêu cầu được tiếp tục thực hiện hợp đồng. Trong cái quá trình đó thì tòa án xét thấy là hai bên thỏa thuận được một cái con số, phía bên bị đơn có nghĩa vụ trả cho bên nguyên đơn số tiền là 300 triệu án phí, một bên nào đó chịu cũng được. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là đã xong một cái câu chuyện. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta không thể ngồi lại với nhau, tôi giả sử nha, cái tiền gốc của ông khách hàng tôi là 200 triệu, cái tiền lãi sau 4 năm, 5 năm gì đó nó đã lên tới con số là 180 triệu. Thì như vậy, ông khách hàng của tôi, ông bảo rằng thưa tòa, gốc là 200 triệu, lãi là 180 triệu nữa. Vậy cộng hai cái khoản gốc và lãi là 380 triệu. Tôi yêu cầu tòa án buộc các bên, buộc phía bên bị đơn phải có nghĩa vụ thanh toán lại cho tôi gốc và lãi. Thì như vậy nó sẽ không ra cái bài toán thỏa thuận. Thì cách đây vài ngày tôi cũng có làm một cái video có tên là thỏa thuận được gì, được thời gian, được công sức và được tiền bạc. Thêm cái ví dụ thứ hai tôi ví dụ cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn là một cái fan trung thành của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì tôi đã lấy ví dụ này cũng một vài lần. Một cái
khách hàng họ đi đặt cọc một cái quyền sử dụng đất, và ý định của họ là lướt sóng để mà lấy tiền chênh lệch thôi. Tuy nhiên là sóng thì không tới mà tiền thì cũng không có khả năng trả. Tôi còn nhớ là sau khi có thanh toán có 20% thì họ đã sang tên đăng bộ, sang cho người mua, người nhận chuyển nhượng, sang tên người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng. Thì bây giờ tiền đâu nữa, chủ yếu là bên khách hàng của tôi muốn lướt sóng mà. Còn bên kia họ thật ra họ mua bán thật tình vùng quê mà, và bằng cái trái tim kết nối luật sư thì các bên cũng đã đồng ý. Tại bây giờ sang tên đăng bộ hủy giấy rồi, giấy có tên của bà khách hàng của tôi, cái bà đi mua đó. Còn tôi thì tôi hỏi chị chứ bây giờ chị có khả năng mua không, thì vị này bảo không, thật sự ra em chỉ muốn lướt sóng thôi. Bây giờ tôi hỏi với lại cái người bán, bây giờ người ta không có khả năng thanh toán thì sao? Một cái bài toán đặt ra rằng phía bên cái người mà nhận cọc á, cái người bán, người chuyển nhượng á, họ sẽ thối lại cái số tiền trong cái 20%, thì họ sẽ thối tại số tiền nhỏ nhỏ và các bên thống nhất là hủy hợp đồng. Tòa án ban hành cái quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, trong đó ghi rõ các ý chí rằng hai bên thống nhất hủy cái hợp đồng này, hủy giấy, và các bên đã thanh toán cho nhau cái số tiền. Đơn giản không quý vị và các bạn? Chú khách hàng ơi, chú đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bao nhiêu phần trăm, đối với chú bao nhiêu phần trăm là đủ, bao nhiêu phần trăm là chú cho vừa phải. Cái việc thỏa thuận nó phải thuận thiên, thuận lòng người, thuận nhân, thì chúng ta sẽ dễ đến một cái con đường gần nhất. Chú hãy tin ở một cái niềm tin rằng khi bất cứ một cái điều gì đó đều có cái ý chỉ của ông trời xuống rồi. Một chút duy tâm quý vị và các bạn ạ. Một cái ví dụ thứ ba tôi gửi đến quý vị và các bạn, đó là thỏa thuận tôi vừa mới làm đây, cách đây khoảng chưa được một tháng. Thì nội dung nôm na nó như thế này quý vị và các bạn. Thì khi bà ba còn sống thì ba nói rằng là ở nhà mình có tổng cộng là 10 anh chị em. Thì 10 anh chị em mỗi đứa ba có một mẫu ruộng, thì mỗi đứa được 1.000 mét. Thì tại thời điểm đó ba còn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên là ba cho mấy anh em chị em từ năm 1993 rồi, cho hết rồi, và người nào người đó quản lý sử dụng. Thì đùng một cái ông mất, và khi ông mất thì giấy tờ vẫn còn tên của ông. Và đúng ra thì phải, chỉ cần mà đi ra Ủy ban Nhân dân, ra phòng công chứng khai nhận di sản thừa kế là xong. Nhưng không phải, không được. Hai bên không có chịu cái động tác này. Hai bên không có chịu động tác này. Và hai bên, cái bên mà được đang nắm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói tôi làm Úc, ba cho tôi giữ cái giấy, tôi phải nhiều hơn quý vị. Và rồi thì các bên cũng đã khởi kiện ra tòa. Thì chị em mà chính bỏ lầm 10, máu chảy ruột mềm. Mà tôi nói trong cái những cái câu chuyện về thỏa thuận, không hẳn là chị em ruột, bạn bè, mà cả người dương nữa, họ vẫn có thể thỏa thuận được. Chú ạ, họ vẫn có thể thỏa thuận được, chứ không phải là cứ tất tất tần tật là chỉ có máu mủ thì mình sẽ thỏa thuận. Và kết một cái câu chuyện là mỗi anh chị em nhín lại 200 mét vuông để cho cái anh mà gọi là anh trực tiếp cầm giấy sẽ nhiều hơn. Và cái bài toán nhân văn đó đã được nhân rộng. Thưa quý vị và các bạn, thông qua ba cái câu chuyện về thỏa thuận thì chúng ta hiểu được rằng khi chúng ta đi thỏa thuận, chúng ta sẽ có được những cái tình cảm, tranh thủ được cái sự tình cảm, mặc dù nó đã rạn nứt, tuy nhiên nó vẫn còn đó cái tình người. Tôi vẫn mang một cái tư tưởng duy tâm
rằng là những gì mình cho là những gì mình được nhận. Đó là cái tâm huyết, cái nghề mà chính là cái thông điệp của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta gửi đến quý vị và các bạn. Một lần nữa thì tôi cũng mong quý thầy cô, các anh chị thẩm phán và cả các luật sư đồng nghiệp nữa, nếu cảm nhận rằng trong từng câu chữ của luật sư có những cái hạt sản nó sai cơ bản, sai về luật, thì chúng ta sẽ gửi bằng cái con đường riêng tư để cho tôi sửa chữa kịp thời để tặng lại cho quý đồng bào, quý người dân Việt Nam, những người cần đến cái sự trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật, mà đặc biệt là những cái kiến thức đi tòa án. Xin trân trọng cảm ơn.